Thưa các bác, là hội chợ hoa xuân và sinh vật cảnh cũng như là đồ mỹ nghệ trước cửa sân vận động Mỹ Đình đang diễn ra các bác. Tôi vừa mới quay ở phía bên này, cánh phải, bây giờ tôi sang bên trái xem là có cái gì. Mẫu đơn phôi xanh, phôi thôi, rất nhiều cây đẹp mà nó quay cây đẹp các bạn. Vào chỗ này vật về cái dưới dưới quái dưới quái. Nguyễn ơi, anh Hải lấy cái xô ấy đi. Cổ hơi cao. Mình không phải đặt tên cái gì cơ mà. Dạ. Ở trên YouTube. Đúng rồi, nhưng mà không phải cơ. Chuộc đến mấy cây sang năm mà làm địch con ạ? N2T á. Hả? Chuộc đến mấy cây sang năm mà làm địch. À, vâng. Giờ trẻ. Giờ ít người treo lịch lắm á. Si à? Tiểu cảnh hay nhỉ. Dưới nước Sơn Đình. Sung. Chưa thấy quả nhỉ. Này có quả rồi mới đúng. Sung. Sung. Nuôi rất bệt. Rất bệt. Bệt. Lâu năm lắm rồi. Trên chậu là lâu rồi nó mới được bệt. Này phải có quả rồi mới đúng. Chưa thấy cái cuống à. Giới tím. Rồi, xung này có quả. Bật vừng. Bonsai. Ồ, cây hồng bạch. Chưa từng thấy cây hồng bạch nào trồng theo kiểu bonsai. Chưa từng thấy hồng bạch các bác nhé. Bệ, bệ gốc hồng các bác. Tay tôi chỉ được 1/3 của bệ thôi. Rất kinh khủng. Cầm máy quay nhiều run run tay quá. Hồng bạch. Hồng bạch á. Đấy là âm dưới quái này. Hai đầu. Theo các bác thì đầu là gốc chính của nó. Như nhau các bác. Bên này tôi tưởng là bên tay cắt, nhưng mà thực sự là có dễ kia. Thì cũng chưa xác định được bên nào là gốc chính của nó. Nhưng mà khá là quái. Khá là độc đáo. Hãy subscribe.
nhiều cảnh gắn ở trên này. Lập bệ nó rất to các bạn. Chùa đình thì đến nông dân rồi các cụ chơi cờ. Đấy, thì tôi đứng xa xa tí quay cái bệ. Xanh lắng lão này các bạn. Bệ ăn kinh không các bạn, bệ rất kinh khủng. Này rất tương lai này. Đấy, lại ổi này. Đấy, bác này bác đục tạo chiều sâu này các bác. Đục không có thì cái rễ này rất là suôn, phải cái rễ này rất to mà cắt đi thì lâu có cái lại cái rễ. Thứ nhất là nếu mà để thì cái rễ này rất là to nó lại suôn, mà cắt đi thì chỗ này bị trống. Cách duy nhất là để là đục vừa giữ được mà lại tạo cây những cái điểm nhấn. Anh chủ vườn ở đây. Như tác phẩm này bao tiền anh? Lắc. Bao nhiêu anh? Bảy năm triệu đấy. Con này tương lai thì càng ngày càng đẹp. Con này mà sau bệ nó tốt lên thì đẹp. Ok. Chả 30 rồi đây các bạn. Tổng quan bệ là đều được làm hết rồi các bạn, đều được đục, đều làm đấy. Thì mỗi người một phong cách thôi, nhưng mà
về tổng quan là sẽ ví dụ như cái bệ này tổng quan là nó là một cái khối như này đều đặn này, thì những cái rễ hoặc những cái u nào nó lên mà nó trái ngược đi hoặc là nó suôn quá thì sẽ làm cho nó hài hòa theo những cái bức như này. Đấy. Cái cách chung để mà làm ra một cái bệ đẹp. Con này thì bao nhiêu nào ạ? Con này thì bao nhiêu ạ? Đây 100 triệu ạ. 100 triệu. 100 triệu ạ. 5 liền đây, 5 liền đúng không? 5 liền. 5 liền xịn đi. Quá đẹp, quá ổn. Cây kỹ rồi đấy. 100 triệu. Cái này rất hay. Thích cây này. Không kia bao tiền. Đâu cây nào. Đây cây nào. Đây thì phải xanh. Đấy này. Nhiều bác đi xem cây mọi người thấy nhiều rễ là thích. Nhiều khi nhiều nó lại thành rối. Không hợp lý. Điền đây. Vừa bảo cây là bao nhiêu anh? Điền bốn xịt đó được không? Hả? Bốn triệu mày. Bốn triệu. Bài uống rượu già. Chụp